cái nhà này em kêu bằng bún à. Bún thịt à, mới kêu sao chà bá này không biết ha. Không biết kêu đại thì cái này kêu phở, phở mới đúng đặt. Em kêu giờ không biết đúng là không ngành vụ các món ăn. Kêu đại phở à.
kê là ăn gì kê? Chưa nắng mà thở gì không? Nghe trực tiếp đó. Bắp nè, củ cải trắng, củ cải gót đó. Có hẹ. Giá rau kèm đường. Quá ngon.
ăn này khỏe em cái gì con bự bự khỏe em cái này khỏe cái gì con bự bự nè khỏe khỏe không khỏe khỏe mà khỏe khỏe không tao nãy tao quay mà tao không biết món gì luôn. Vậy người ta nói bánh canh đúng à. Mới chạy xe cái gọt dưới đó đó. Vậy à, sớm em nói bánh canh là đúng rồi hả? Em thấy cái nào thực tế em biết em đặt nha mà không biết cũng đặt lại cũng không biết đúng không. Cái thú gì vậy cả nhà, sáng quốc ngộ bánh mì nó uống tự ăn to này hết rồi.